Coca là 52. Chơi đi. BBTV. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm trước chị Ba đã quay một video sử dụng máy bán nước đồ chơi. Hôm nay chị sẽ quay một video là sử dụng máy bán nước thật. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi gọi anh hai cùng trải nghiệm với chúng mình nhá. Chúng mình cùng đi thế nào? Đây rồi anh ơi, máy bán nước tự động đây rồi. Ồ, đây. Cái máy này to nhỉ? Dạ. Anh được sử dụng chưa? Thường anh có sử dụng rồi một lần rồi, từ trước có một lần á. Cái này nó có trong này nè, có nguyên cái dãy nước nè, là la vi nè, và đu chi nè, đu chi nó có trà hạt dưa nè, rồi có bánh audio nè. Đây bên đây thì nó có cái bảng hiển thị, đây là cái bảng hiển thị cái số tiền nè, ở đây là cái bảng phím số là để chọn số thứ tự ở trên bên đây nè. Đúng rồi, ở đây là It's a car, do not push. Đúng rồi, cái này là cái khe để cho tiền vào. Bây giờ chúng mình mua thử nhá. Bây giờ lượng cái nào đi, bây giờ lượng cái nào đây, không cái nào đây. Ở đây, trên này nó có giá nè, có số thứ tự. Mua cái này đi. Có giá là mua cái trà đào đây. Trà đào là mình có 44, 44, 45, 46. Là giá của nó là 10.000 đồng. Không có tờ 10.000, à đấy. Không có tờ 10.000 thì cái máy này nè, nó sử dụng được tờ 20 và nó sẽ hiện cái số dư trên cái thanh này nè. Giờ anh sẽ đút nó vào, nó nằm cái gì nè, không biết đút mặt này có phải để không? Thẳng tờ tiền. Ôi nốt rồi rồi, cái số thứ tự nó là mình chưa số thứ tự là 44 đúng không? Khi mà đút tờ tiền 20.000 vô á thì bên đây nó hiện cái số tài khoản của mình còn nè, này là 44 đúng không? 44, bấm số, bấm enter. Đừng nốt rồi. Mình còn cái số dư trên này nó còn hiển thị lại là 10.000 nè. Coca là 52. Chơi đi. Yeah, được rồi. Hết rồi. Mua gì nữa nhỉ? Đây. Mua cái bánh đây này. Bánh nào? Bánh audio kìa. Bánh audio là 10.000. Số là 58, mình có thể bấm số trước, sau đó mình cho tiền vào. 5 8 5 8 5 8 4 Nếu mà mình bấm số trước thì nó hiện cái mệnh giá cho mình. 5.000. Thiếu. Đây nó hiện này. Đây rồi. Yeah, được bánh rồi. Thôi hai mình mua thế thôi.